Chồng cho này nên YouTuber cho nó nổi tiếng, cho anh Cường nổi tiếng luôn. Cho anh Cường nổi tiếng. Họa sĩ đây, họa sĩ ngõ 53 đấy. Đây tôi mang cháo về rồi. Ừ, bà về bà mới cho bếp than xong rồi bà cho về. Năm ngoái thì cô còn làm. Đang lên nồi măng thì là có khách. Thế là nồi chơi cháy luôn. Cháy luôn. Chết. Thế lại phải mua. Cái trên vẫn đáy thôi. Cái trên vẫn nhặt ăn được bạn. Cháy bên dưới thôi. Cháy quá là bốc lên nó quá. Vâng, ăn nó chán. Có khách thế là mải nói chuyện đến là quên mất. Hôm qua con dâu rang thịt gà. Thằng kia nó ngồi nó che hết của bố nó để chúng quay bố về. Ê.